Liên Hiệp Quốc lên tiếng Việt Nam và Ả Rập Xê Út cần bảo vệ phụ nữ và trẻ em Việt bị buôn lao động. BVSOE vận động quốc tế tăng áp lực lên Việt Nam và Ả Rập Xê Út. Trong thông báo gửi báo chí ngày hôm nay, bốn báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cho biết họ đã lên tiếng với hai chính phủ Việt Nam và Ả Rập Xê Út về các hồ sơ nạn nhân người Việt bị buôn lao động. Chúng tôi kêu gọi Ả Rập Xê Út và Việt Nam ban hành các biện pháp và chính sách để đề phòng và chống buôn người và bảo vệ các người lao động bị buôn bán, các chuyên gia nhân quyền của Liên Hiệp Quốc tuyên bố trong bản thông báo. Các báo cáo viên đặc biệt nhắc đến cáo buộc thực sự đáng quan ngại mà họ nhận được về một số công ty Việt Nam đã làm giả năm sinh trên giấy tờ tùy thân để xuất khẩu các em gái vị thành niên đi lao động nơi xứ người. Ngày 30 tháng 6, tại buổi họp lần thứ 47 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc giới chức đại diện Việt Nam, bà Lê Thị Tuyết Mai báo cáo với quốc tế Việt Nam đã triển khai những cố gắng lớn lao trong việc chống nạn buôn người, đặc biệt trong việc buôn phụ nữ và trẻ em. Hình một, bà Lê Thị Tuyết Mai và tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày 30 tháng 6 năm 2021. Tiếp sau đó, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch BVSOS đã phán biện ngay tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc này và nêu lên trường hợp của 30 nữ nạn nhân, trong đó có cả trẻ em, vị thanh niên đang được BVSOS can thiệp ở Ả Rập Xê Út. Nhiều người trong số họ bị bóc lột, bị tạm dựng và lạm dụng và có khi bị hãm hiếp bởi chủ một nạn nhân bị thương tích trầm trọng do bị đánh đập liên tục. Có những người phải lao động 15 đến 20 giờ một ngày, một nạn nhân chưa được trả lương trong 3 năm. Tiến sĩ Thắng nói tiếp, các nạn nhân này đã cầu cứu với doanh nghiệp đưa họ đi và với tòa đại sứ Việt Nam, nhưng vô ích, một giới chức tòa đại sứ lại còn hăm dọa các nạn nhân đã lên tiếng cầu cứu trên Facebook là sẽ bị bỏ tù vì vi phạm luật Việt Nam và luật Ả Rập Xê Út. Trong thông báo, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói đến trường hợp của em gái 15 tuổi bị gửi sang Ả Rập Xê Út làm gia nhân và đã chết ở đất nước này. Đó là em Hồ Xuân Siêu khi rời khỏi Việt Nam chưa đầy 15 tuổi và khi qua đời hãy còn ở tuổi 17. Tiến sĩ Thắng cho biết, trong 4 tháng qua, chúng tôi hợp tác với Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một tổ chức quốc tế để kêu gọi chính phủ Việt Nam đưa thi thể của em Hồ Xuân về với gia đình. Theo tiến sĩ Thắng, có nhiều triển vọng xác của em Hờ Siêu Xuân sẽ được hồi hương vào giữa tháng 11 này. Việc nhiều báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc ra thông báo chung cho thấy họ đã không tin lời phát biểu của bà Lê Thị Tuyết Mai, đại sứ của Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, một số viên chức Liên Hiệp Quốc đã thường xuyên trao đổi thông tin với BVSOS về những hồ sơ nạn nhân mà BVSOS cung cấp. Hình 2, em Hờ Xuân Siêu. Vài hôm trước khi qua đời tháng 7 năm 2021, ngày 27 tháng 10 vừa qua tại buổi điều trần ở Hạ viện Hoa Kỳ về nạn buôn người, dân biểu Christopher Smith, Cộng hòa New Jersey nhấn định rằng Việt Nam phải bị xếp hạng 3 về phòng chống buôn người. Các quốc gia ở hạng 3 sẽ đối mặt nhiều biện pháp chế tài của Hoa Kỳ. Dân biểu Smith cũng đưa vào hồ sơ quốc hội tài liệu của BVSOS về các phụ nữ và trẻ em Việt Nam bị bán sang Ả Rập Xê Út. Chúng tôi đang kêu gọi Hoa Kỳ nêu tình trạng buôn lao động này tại buổi đối thoại nhân quyền sắp diễn ra ở Việt Nam, tiến sĩ Thắng nói. Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cùng lên tiếng gồm có ba ASEAN Mulali là báo cáo viên đặc biệt về nạn buôn người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em. Ông
Nismizer là báo cáo viên đặc biệt về tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt độc ác, bất nhân hoặc hạ nhân phẩm. Ông Tamaza là Obakata là báo cáo viên đặc biệt về các hình thức nô lệ tân thời, bao gồm nguyên nhân và hậu quả. Ông báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền của di dân. Ngoài ra có sự ủng hộ của ông Maurice Tiba là báo cáo viên đặc biệt về hành quyết tùy tiện hay ngoài luật pháp. Năm 2008, BFS thành lập Liên minh bài trừ nô lệ mới ở Á Châu. Đến nay, liên minh này đã giải cứu hoặc can thiệp cho gần 11.000 nạn nhân buôn người, tuyệt đại đa số là người Việt tại 25 quốc gia trên thế giới. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi kênh tin tức giấc mơ của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị lần sau.